chuyên nghiệp, đa dạng, khác biệt, chỉ có thể là PHP. Thở hờ hoang khi Adam được sinh ra. Và Eva tạo nên từ chiếc xương sườn thứ bảy. Họ gặp nhau vườn địa đàng trái trái nhất. Knowing good and evil. Họ khát khao hạnh phúc đằng sau những bí mật. Bí mật Adam và Eva, chương trình về các vấn đề tâm lý, tình cảm, sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, với sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia, các vị khách mời uy tín, cùng người dẫn chương trình hài hước, ví dỏm và vô cùng thấu hiểu. Hãy đón nghe radio trực tiếp trên kênh FM 102,2 MHz, livestream tại fanpage Bí mật Adam và Eva từ 10 giờ đến 10 giờ 55 phút thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 năm 2018. Chương trình được phát lại trên kênh THP cộng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng vào lúc 22 giờ 30 phút thứ tư và chủ nhật tuần tiếp theo. Hãy đón xem, đón nghe và đừng ngại ngần gửi câu hỏi cho chúng tôi, các bạn nhé. Phía sau danh vọng, với các diễn viên tham gia trong phim